trong gia đình bác, bác còn may mắn sống được 79 tuổi. Chứ những người thân yêu mất sớm lắm. Các bạn có biết mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan ấy, chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi có 33 tuổi đã mất. 10 tuổi bác mồ côi mẹ. Mẹ mất vào dịp Tết 22 tháng Chạp. Ngày 23 Tết, tao là Tết ông Công ông Táo đấy, bác 10 tuổi đầu bế em nhỏ có 4 tháng tuổi trên tay, đầu chít khăn tang cùng với bà con hàng phố đưa mẹ lên núi Tam Tầng ở Huế để chôn cất. Bà bác nhờ bà con làm tang lễ cho mẹ, chứ 10 tuổi đầu bác biết làm gì. Bố đi vắng, anh trai đi vắng, chị ở trong quê không có ai cả. Mẹ bác chết trong cô đơn, cô độc. Mà năm hết Tết đến, bà làm việc kiệt sức với nghề dệt lụa dệt vải để nuôi chồng nuôi con rồi mất. Sinh đứa con trai út cuối cùng rồi mất. Mà đặc biệt nữa này, nỗi đau của bà Loan chỉ ở chỗ này này. Năm hết Tết đến rồi, muốn cố dệt thêm mấy vuông vải lụa để may quần áo mới cho con mà không kịp. Và điều này mỗi lần kể lại bác khóc đấy. Bác kể cho chúng ta nghe là bác đi mua thuốc về cho mẹ, xin cơm xin cháo nuôi em. Có lần thì bế em sang hàng xóm để cho em được bú nhờ vì mẹ không có sữa. Bác cũng không được hưởng một giọt sữa nào của mẹ đâu. Bà Loan kiệt sức, những giọt sữa quý giá của người mẹ chỉ có anh trai bác, chị gái bác được hưởng thôi. Lúc lọt lòng mẹ ra, chính bà ngoại đỡ đẻ cho con gái của mình, tức là mẹ bác, chôn rau cắt rốn cho bác, mớm cơm mớm cháo nuôi bác từ lúc lọt lòng. Còn bây giờ đến lượt bác nuôi em, mà bác có 10 tuổi đầu thơ bé. Bác kể là mẹ đã chết lạnh bên khung cửa. Bác đau đớn lắm, khóc mẹ, đánh rơi cả cái liễn cơm xuống đất. Và bác còn kể là em nhỏ quá, có biết đâu mẹ chết. Em cứ vừa gào vừa thét, lại vừa bò trên ngực mẹ để tìm sữa cơ, mà không có một giọt sữa nào. Tổ chức chôn cất mẹ xong thì đêm hôm cô quạnh, hai anh em ôm lấy nhau mà khóc. Mà Tết đến nơi rồi, bác kể là em khát sữa, nhớ mẹ khóc cả đêm, bác dỗ thế nào cũng không nín, và bác tủi thân khóc theo em. Các bạn thanh niên, nhất là các cô giáo dạy mầm non nhé, dạy cái cấp đầu tiên ấy, Đảng đã có chủ trương dạy về Bác Hồ trong tất cả các nhà trường rồi. Riêng các cô giáo mầm non mà là thanh niên phải chú trọng chỉ kể chuyện thời thơ ấu của bác cho các cháu nghe thôi. Lớn lên mới học tác phẩm được. Mà đây là chỗ khó nhất đấy. Phải rất công phu và phải có một khả năng truyền cảm hứng cơ cho người nghe, tức là các cháu bé thơ, về tuổi thơ của bác. Đấy là mẹ Loan, 33 tuổi đã mất. Ngày mất là 22 tháng Chạp, ngày đưa tang là 23 tháng Chạp. Năm 1901 ở Huế. Thế mà phải đợi 21 năm sau mới bốc mộ. Ta xem thường thường là 3 năm, 5 năm, bây giờ 21 năm bốc mộ có còn gì nữa đâu. Hài cốt nó đã giữ hết cả rồi. Người bốc mộ cho mẹ chính là bà Thanh ấy, chị gái bác. Bà đi lặn lội từ Nam Đàn ra Huế 400 cây số đường rừng ban đêm bốc mộ cho mẹ. Bà vừa làm vừa khóc, cứ nhặt từng mẩu xương của mẹ, rửa sạch sẽ trong cái chậu nước lá thơm đấy, gói mẹ trong một miếng lụa hồng, đeo trên vai đưa mẹ về quê. Lại chôn ngay trên mảnh đất làng Sen là quê nội. Ngủ trọ ban đêm tại nhà trọ vì 400 cây số cơ mà đi chúng ta được. Nhà trọ họ không cho để hài cốt trong nhà, họ kiêng. Bà vừa khóc vừa tủi thân, giấu mẹ ngoài bụi chuối, mờ sáng tìm mẹ đưa mẹ về quê. Bà khấn thầm là mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang mẹ về quê an toàn. Chúng con đây tức là chị Thanh, ông cả Khiêm và bác Hồ. Lại mất 20 năm nữa, ông cả Khiêm lại đưa hài cốt của mẹ từ làng Sen lên đỉnh núi Đại Huệ ở Nghệ An là an táng lần cuối cùng. Bà Loan mẹ bác vất vả như thế, cũng như bác Hồ đấy. Từ lúc bác nằm xuống
Đến lúc bác nằm trong lăng, thi hài bác 6 lần phải di chuyển trong thời chiến tranh. Mà giữ được bác như thế là một kỳ tích đấy. Nhất là nước Đan, xứ nhiệt đới mà chiến tranh ác liệt như vậy. Có cái sự kiện này đáng nói này, lúc chị gái bốc mộ cho mẹ ở Huế thì em trai tức là bác Hồ đã ở Pháp rồi, ở phương Tây rồi. Bác lúc đó đã 32 tuổi rồi. Bác đã là lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp rồi. Và bác vẫn nhớ ngày dỗ mẹ, bác tìm từng bông hoa dâm bụt ở ngoại ô trong xóm nhỏ, cắm vào miệng con gà trên một đĩa xôi nhỏ, thắp hương ngồi khóc mẹ giữa Paris hoa lệ. Để hiểu cái tấm lòng của bác như thế nào, không quên một chi tiết nào về tình nghĩa gia đình. Đấy là nền tảng của đạo đức mà thanh niên chúng ta bây giờ cũng phải dạy cho các em bé nhỏ này. Vấn đề đạo đức, nhất là năm điều bác dạy thiếu nhi nhé, ta sẽ nói sau. Một điểm nữa này, khi mà ông Cả Khiêm đưa mẹ chôn cất chính thức trên dưới núi Đại Huệ thì bác đã ở Bắc Bó Cao Bằng rồi. Đã sau một cuộc hành trình 30 năm, bây giờ trong rừng sâu ở hang Bắc Bó, bác đặt tên là núi Các Mác, suối Lenin. Bác vẽ tượng Phật trên vách núi cho dân thờ. Bác làm thơ, và lúc đó là lúc ông Cả Khiêm chôn mẹ trên Đại Huệ. Ông ra Hà Nội kể cho bác nghe, bác khóc. Câu chuyện nó cảm động thế này. Ông cho con cháu trong dòng họ đi theo, đào cho ông 9 cái huyệt giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Đào xong ông cho con cháu về nhà hết, để một mình ông ở lại để giữ bí mật. 8 cái huyệt kia là nghi binh, vì phòng xa đế quốc phong kiến nó truy lùng, nó đào bới. Chỉ có huyệt thứ 9 ấy, là nơi đặt gói hài cốt của mẹ vào, bây giờ là nơi làm nấm mộ cho mẹ Hoàng Thị Loan ở Nghệ An ấy. Ta có về thăm, ta ghé vào thắp hương. Đấy là toàn bộ câu chuyện về người mẹ. 21 năm mới bốc mộ, 20 năm sau mới chôn cất chính thức, thì vất vả như thế nào.